mà giỡn mặt với tôi hả? Sao mà giỡn lấy tiền của tao đâu vậy? Rồi tôi cho xong lạc vợ, vợ đến chết tôi luôn đó. Bị cáo Trần Hoài Nhân, bị cáo hay cho biết mối quan hệ giữa bị cáo với bị hại Trần Hoài Lâm. Thưa hội đồng xét xử, bị cáo là con của ông ấy à? Nè, còn tiền không? Đưa tôi mấy chục coi. Tiền đâu tiền? Tôi chưa có ra chợ mà có đồng bạc nào trong người đâu mà ông hỏi. Rồi tiền bán rau ngày hôm qua đâu? Tôi đi chợ bữa nào về thì ông lấy hết bữa đó rồi. Còn đâu tới hôm nay mà ông hỏi nữa chứ. Cái mớ rau này còn thiếu tiền gì hai chưa trả nữa nè. Không có đồng bạc nào trong người đâu mà ông... Mày giấu tao đúng không? Giấu đâu mà giấu. Trời ơi. Nè, nè. Mày cái gì vậy? Hả? Cái gì? Có tiền giấu tao hả? Mày có gì tao á? Tao đi tiền tao gì biết tại tao? Ông Lâm! Tiền nó tiền tôi đi chợ cho con tôi. Nó đi làm vậy nó ăn cơm đó. Ông trả tiền nó cho tôi. Trời ơi là trời. Ủa má, bộ ba quýnh má nữa hả má? Ừ. Con mới về đó hả? Không có. Không có gì đâu con. Thôi con vô nhà tắm rửa đi. Má đi bán. Vũ, con vàng tao rồi, đã không? Ai nhân, mày nhìn kìa, con vàng dạo này lớn lớn rồi đó. Cái đùi nó ngoe ngoẩy, đã chưa? Nó hiểu tiếng người đó mày. Ồ. À, chủ phi ta chứ là ta đâu không á. Ừ. Mày á, Biên, yeah, không được chơi ở đây. Mày qua mày rủ đi chơi phải không? Tôi có rủ đi chơi đâu. Tôi qua tôi chơi với con cá vàng mà. Mày chơi với ai cũng được hết á. Con tao không có chơi cái loại người như mày. Loại người như tôi thì sao chứ? Còn đỡ hơn. Cái loại người như ông suốt ngày say xỉn đánh vợ con. Hổng mày, mất dạy phải không? Mẹ mày chết rồi mày không có dạy mày phải không? Tao dạy mày. Tao dạy mày nè. Tao dạy mày nè. Mày hả mày? Tao dạy mày. Không. Mất dạy hả? Không. Có sao không con? Trời ơi. Con sao đâu má? Ông đánh đấy. Trước mặt nó ra kìa. Ông ơi, tôi nói ông nghe. Thằng Vũ nó như con mình, nó qua nó chơi với thằng Nhân mà. Gì đâu mà ông làm lớn con vậy? Coi gì đó. Ông còn gọi vậy. Đừng nói vậy ông con. Mấy con mấy con. Ông có thương mấy con nó chạy. Bồ coi cặp cho. Ông bà bên nè. Bà bên nè. Bà bên nè. Bà bên nè. Bên nè. Bà bên nè. Bên nè. Bên nè. Bên nè. Bên bà Quá ơi, bà Quá ơi, có nhà bà Quá ơi. Dạ, mẹ con đi chợ chưa về. Chú Tám kiếm mẹ con có chuyện gì không? À, vậy chứ ba con đâu rồi? Ba con chắc ổng đi nhậu rồi. Mày về mày nói với ba mày á, lo kiếm tiền trả nợ cho tao. Ông thiếu tao mấy trăm ngàn mà mấy tháng nay ông không chịu trả.
Tao mua bán là kiếm ăn chứ có vậy sang cái gì đâu. Thôi đâu đó, tao thiếu tiền có mấy trăm ngàn, mày làm cái gì mày đòi hoài vậy? Thì thiếu tiền thì tôi phải đòi chứ sao. Nếu mày giờ hết tiền rồi, nhậu hết tiền rồi, không còn tiền trả nữa. Tao còn chai rượu nè, uống không hết nè, trả mày luôn, trả mày luôn. Ông không được cái nhát tàn quá nha. Làm gì thiếu nợ thì cũng mà trả. Thôi à, tôi nể từ lỗi sớm đó, lập tôi lập đâu chẳng rồi đó. Đây mày lập ra nè, thầy làm đi. Thôi chú tám đừng có quấn ông chú tám, ông xỉn rồi. Sao thì ông thiếu chú tám á, từ từ con làm con trả, mà chú đừng có nói má con nghe chú. Dạ ông, ông dứa cái gì cho tao là... Giang ơi, từng rồi á, tao tính đi Sài Gòn làm, tao kiếm tiền tao phụ với má tao á, rồi tao mua thức ăn cho mày. Nhưng mà mới làm có ngày à, cái chú Tám điện lên á là nói ba tao hành má tao, rồi tao phải về. Tao xin lỗi mày nha, mày ăn đỡ này đi. Nè, đừng có chơi trò mất dạy với tao. Đã đi á, làm đi tôi chạy luôn rồi. Mẹ biết tụi mày nhỏ mà chơi mất dạy, còn nhỏ mà chơi mất dạy. Anh Giang, sao mày về sớm vậy? Mày nói với tao là trên Sài Gòn còn nhiều việc mà. Thì tại ba tao á, tối ngày không say xỉn đâu mà. Rồi tao bỏ má tao đi sầu đành. Tao nói thiệt với mày nha, ổng mà là ba tao, hành má tao như vậy, tao giết ổng luôn á. Mày nói bậy không à, dù sao đi nữa, ổng cũng là ba của tao chứ bộ. Là ba thì sao? Là ba là có quyền hành hạ người khác như vậy sao? Tánh mày nóng quá. Nè, mày coi nè, dễ thương mày. Ê, làm cái gì vậy? Mày giằng mặt tao đúng không? Hả? Mày giằng mặt tao đúng không? Là sao ơi? Mẹ con như nó con lợn không xong nữa. Để tôi làm cho đi khác ông ơi, tôi đã giằng mặt tao không cần làm thuốc mà chết hả? Thuốc chết hả? Quá cái quá lại không? Hả? Tha cho tôi không? Tôi lỡ tay. Để tôi làm cho ông liên cát ông ơi. Tôi lỡ tay. Đàn bà hư, đàn bà hư. Con đàn con nè. Đàn bà hư. Đàn bà hư. Chị quá. Má ơi. Trời ơi. Con có sao không? Ẩu. Đàn bà hư rồi. Tao quýnh rồi. Tao quýnh cho mày chết. Ông quýnh bãi nó rồi. Kiếm được nhanh mới được. Nhanh lên. Ở nhà. Ông quýnh má mày quá trời ở nhà luôn. Mày chạy tin gì đi. Vũ Vũ. Mày coi tao con vàng nha. Nhanh lên. Đi đi chú ta. Dám chống tao không? Dám chống tao. Chết đi, chết đi, chết đi. Không có lấy người nữa. Bớt chạy rồi. Mày bớt chạy rồi. Mày lo cho máy mày đi. Hả? Làm. Đi. Anh mệt anh vô nhà nghỉ đi. Mày đừng, mày ở đâu chơi đâu nha. Mày nhớ mày. Má. Mày khổ quá rồi. Má không chết trời ơi. Má. Hay là má qua nhà dì Năm má ở đi. Không được đâu con. Má đi rồi á, ở nhà ai lo cơm nước cho pha mày. Hồi xưa ba con không qua như vậy đâu. Từ khi mà làm ăn thất bát, ông mới trái tính trái nết như vậy đó con à. Con đừng có trách ổng mà mang tội. Rượu đã làm hư con người của ổng đó con. Ổng hành hạ má gì á mà má còn lo cho ổng được nữa. Má quen rồi, má chịu được.
Thôi má đừng buồn nữa. Hay là má ca cho con nghe một bài đi. Lâu lắm rồi con không được nghe má ca. Ca cái gì? Má già cả rồi, hơi hám luôn đó mà ca. Má ca là số 1. Ca đi má. Mày chỉ có cái giỏi nịnh má thôi à. À thôi được rồi. Mà má ca thử nghe. Dạ. Ca thử coi còn được như đó không nghe không? Dạ. À má ca lại cái bài mà má ru con hồi xưa ha. Dạ dạ. Hồi xưa má ru cho con ngủ ha. Con thích nhất bài đó luôn á má. Ồ ví dầu cầu Giang Đông Đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học à. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Em ơi, mình lo làm không mà quên cái chuyện mà đặt tên cho con. Sắp tới ngày đi lên làm giấy đặt tên cho con rồi. Thì tùy anh đi, anh làm cha đó mà. Anh muốn đặt con mình tên gì cũng được mà. Mà anh đang phân vân không biết nên đặt tên gì cho nó hay, cho nó đẹp. À, bây giờ anh sẽ đặt tên con là Nhân nha. Nhân. À, Nhân là anh muốn cho nó là một người có nhân, có nghĩa, rộng lượng, bao dung, biết thương yêu giúp đỡ người khác. À, tên này được đó anh, ý nghĩa đó. Nữa nó sẽ giống cánh anh nữa. Phải không? Đúng rồi. À, rồi, đồng ý nha. Quyết định gì đi ha. À, mà lâu quá rồi, không nghe em ca giọng cổ đó. Hồi nãy chị Vân ca anh nghe bữa đi. Một câu thôi, em ca đi. Anh và anh đừng con xíu. Dạ ca hả? Ừ. Ca cho con nó ngủ luôn ha. Ờ. À, để ca anh lại câu giọng cổ mà lúc mới quen hay ca cho anh nghe ha. Đúng, à. Ca đi. À. Ừ. Con ơi mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ. Từ chiếc giọng thơ ngây lời ru em mà đã theo con đến. Má. Tại sao bị cáo lại nhẫn tâm ra tay sát hại cha ruột của mình là ông Trần Hoài Lâm? Thưa hội đồng xét xử, hôm đó Giang ơi, mày cũng đang buồn như tao đúng không? Tao ước gì á, có một phép màu á, là ba tao không còn nhậu nữa nè, không quýnh má tao. Tao muốn ba tao trở lại là ngày xưa thôi à. Tao tưởng á, tao đi làm trên Sài Gòn á, có tiền người ta phụ má tao, rồi mày á cũng có thức ăn. Nhưng mà tao không làm được. Tao xin lỗi mày nha. Nè ăn đi. Nhân. Ủa má. Làm gì mà ngồi đây mà làm nhảm mình con vậy hả? Con ngồi chơi với căn con vàng nè má. À. À. Mệt không má? À. Má cho con này. Trời thích ăn cho cá luôn. À. Mà nhà mình á không có cơm ăn, má mua chi? Có bao nhiêu tiền đâu? Có 10.000 bạc hà. Mà. Má coi nè, nó ăn kìa. Thấy không? Ờ. Nó đồ ăn lạ mà. Sướng nghe, có mày, đồ ăn mặn rồi nè. Mày cho nó ăn chay không à, nay má mua đồ ăn mặn cho nó ăn đó. Nói mày nghe, bữa nay má bán đắt. Dạ. Hết thúng rau luôn. Cái má thấy lá vàng ngon quá. Má mua mớ, lát về nấu canh chua cho cha con mày ăn. Dạ. Mà thôi, đi về, nắng lên rồi. Thôi đi về má nấu cơm nữa con. Dạ dạ. Để nhà ông già mày đói á. Đi. Dạ dạ. Về má. Đi, đi con. Mua mớ rau lá vàng này về nấu canh chua cho hai cha con mày ăn. Và sau khi bị cáo và má bị cáo trở về nhà thì không sao đâu mà cứ ở chỗ đó chưa đi chưa được về kỳ quá hả? Thôi mệt quá cứ đòi về hoài không muốn về vậy.
ông Lâm. Cho tôi thở đi. Ông muốn mấy ông hoài chưa đủ sao? Mà hôm nay ông chẳng thấy gì nhà để cho con lại chứng kiến nữa chứ. Mà em đi mà lại cho tôi ha. Tôi chẳng gái gì kể tôi ha. Bà chứ bị đi bán thôi. Mà đừng có nhiều chuyện. Trời ơi, anh coi Lâm đánh em kìa. Anh đứng nhìn nó đánh bay ai. Mày mất dạy thôi. Mày ông còn rách câu tôi. Mày mất dạy tao mà. Luôn cá con à, luôn cá con à, luôn cá. Mất dạy tao mà. Cá, cá, luôn cá, cá. Cá, cá. Nếu mà ông có chết á, tao cũng không buồn như mày chết đâu. Mày ở đây một mình nha. Tao về á, tao xếp đồ cho má tao. Bữa sau á, tao ra là tao nói chuyện với mày nữa nha. Tao về đó. Ông em đi.
mình có nên bỏ ông ở đây không? Bỏ lại đây á thì tội quá. Dù sao đi nữa ông cũng là ba của mình, hay là mình đưa ông lên Sài Gòn. Lý do mà anh này anh đem đi xác đi thành phố Hồ Chí Minh ở đây á là mà anh đã từng làm đi làm công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, biết rằng cái khu công nghiệp Tân Tạo là nơi đông người và có phồn hoa đô thị, có sẽ có nhiều người giàu có, người ta sẽ làm từ thiện, người ta sẽ chôn cất cái nạn nhân này. Đó là cái tính nhân đạo của một con người thể hiện ở trong anh ta. Sau khi phát hiện một túi xách đựng tử thi tại khu vực hầm chui Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an thành phố Hồ Chí Minh và công an tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng xác định thân thế người bị hại. Và từ đây, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Vĩnh Long đã tìm ra hiện trường chính của vụ án. Qua quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng Trần Hoài Nhân đã khai nhận toàn bộ hành vi cùng với hung khí gây án của mình. Kính thưa hội đồng xét xử, trên tay tôi đang cầm một tờ giấy rất là đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ đây chính là đơn xin giảm nhẹ hình phạt, có chữ ký của các hộ dân trong ấp, gửi lên hội đồng xét xử xin giảm án cho bị cáo Trần Hoài Nhân. Kính thưa hội đồng xét xử, việc bị cáo Nhân ra tay sát hại cha của mình là hành vi nhất thời nóng giận. Hơn nữa, cũng vì dồn nén quá lâu, việc cha của mình thường xuyên say xỉn rồi về đánh đập bị cáo và mẹ của bị cáo. Bên cạnh đó, cha của bị cáo còn ngang nhiên đưa người đàn bà khác về nhà. Hành động của bị cáo cũng một phần là muốn bảo vệ mẹ của mình. Bị cáo là một người trước đây chưa hề có tiền án tiền sự, là người được họ hàng, hàng xóm yêu thương và quý mến. Chính vì vậy, tôi mong hội đồng xét xử hãy xem xét để bị cáo Trần Hoài Nhân được hưởng mức án nhẹ hơn mức án mà vị đại diện của Viện Kiểm sát đã công bố. Tôi xin hết. Mời thân nhân của bị cáo Trần Hoài Nhân đứng lên có ý kiến. Tôi chỉ muốn con tôi trở về với tôi. Má, con là con trai bất hiếu của má. Dựa trên cơ sở nội dung của vụ án, căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ, lời khai cũng như trong quá trình tranh tụng tại phiên tòa, hội đồng xét xử quyết định áp dụng điều 34 Bộ luật hình sự tuyên phạt bị cáo Trần Hoài Nhân mức án tù chung thân. Nhân. Nhân. Nhân ơi. Má đi đi con. Má đi đừng đuổi của em má. Con Nhân ơi. Má đi đi. Má ơi. Nhân ơi. Nhân ơi. Nhân ơi. Điều gì đã làm tan nát một gia đình đã từng rất hạnh phúc? Ông Lâm giờ đã nằm yên nghỉ dưới mộ sau. Còn cậu con trai mà cả ông Lâm lẫn bà Hoa đã gửi gắm tất cả những điều tốt đẹp nhất, hy vọng khi lớn lên sẽ là một người tốt có ích cho xã hội, cũng là khởi đầu cho cái tên nhân đầy ý nghĩa đang phải trả giá sau song sắt nhà tù vì tội ác của mình. Đúng không? Đúng không? Đúng rồi, bà biết nè. Không. À, quá trời. Bây nè, má ơi. Thủ phạm chính là những cám dỗ quan nghiệt của cuộc sống mưu sinh đã làm biến đổi bản chất của người đàn ông chăm chỉ từng là trụ cột cho mái nhà nhỏ. Giờ đây, thứ duy nhất còn lại với bà Hoa là nỗi cô độc, là nỗi đau, đau đến tột cùng. Nhân ơi! Nhân ơi! Nhân ơi! Mày giỡn mặt với tôi hả? Sao mày giỡn lên? Nếu mình muốn làm cho mày hả? Mà tôi chơi xong lạc chợ, chợ đánh chết tôi luôn á.
Bị cáo với nạn nhân có mối quan hệ như thế nào? Dạ thưa hội đồng xét xử, nạn nhân là chồng của bị cáo. Vậy trong thời gian chung sống, vợ chồng bị cáo có được hạnh phúc không? Dạ thưa hội đồng xét xử, vợ chồng của bị cáo sống đã hơn 10 năm, có 2 đứa con. Cuộc sống của bị cáo như là địa ngục, nhà nghèo. Bị cáo phải đi làm kiếm tiền nuôi 2 đứa con. Chồng của bị cáo thì tối ngày say xỉn ăn nhậu, lại cờ bạc, nhiều khi về còn đánh bị cáo nữa. Em gái mua giùm chị mấy tờ giấy số, em gái mua giùm chị đi, bé bé quá. Anh trai mua giùm chị mấy tờ giấy số, anh trai chị bé bé quá. Anh Tư mua mẹ mấy tờ giấy số. Anh Tư chưa nắng chang chang, bay có đi bán thì đi một mình thôi, còn rê theo con nhỏ chi vậy? Tại để ở nhà không ai giữ hết trơn á. Chứ thằng chồng bay đâu? Rồi à, nó đi nhậu nữa rồi phải không? Thiệt, trên đời trời đất không có thấy cái thằng nào mà như cái thằng Tùng này, nó tệ. Ăn ở không, lo ăn nhậu không à, để vợ con nuôi. Hồi trước á, ổng cũng có đi bán phụ em nữa. Sau này bé Nhi lớn, ổng mất bé Nhi đi bán. Ổng ở nhà ăn nhậu, đánh bài. Thiệt tình. Đưa cặp giấy số coi. Dạ. Khỏi thôi. Anh Tư mua hết rồi hả anh Tư? Mua hết, cho về sớm anh, cho con nhỏ nó ngủ nghỉ. Cảm ơn anh Tư nha. Thôi về đi, ơn nghĩa gì. Vô. Vô. Anh Tùng là sướng nhất sớm này luôn á. Mọi chuyện trong nhà là có chị Lợi lo hết. Anh chỉ đi ăn nhậu tụi em. Tao nói mày nghe, đàn bà là phải phục tùng đàn ông à. Mình có vợ có con ở nhà, nó phải lo cho mình hết chứ. Đúng không mấy anh? Đúng rồi. Hay quá anh ơi. Chẳng những có máu đỏ đen mà ông Tùng còn sa vào rượu chè. Cứ rượu say là ông lại trút những lời mắng nhiếc, hay thậm chí là những trận đòn xuống vợ con. Mình đồ còn sai ai mà muốn làm chứ. Con sai là không vậy. Uống rượu không sai là không. 1, 2, 3, vô. Ủa, hôm nay sao đi bán về sớm à? Thì tại hôm nay tôi bán với ẩm con đi theo, người ta thấy tội nghiệp cho nên người ta mua hết, cho nên tôi về sớm. Hồi sáng á, tôi biểu bà ghé quán bà Năm trả tiền cho tôi. Tại sao bà không trả? Để bà chửi tôi bà biết không? Hả? Ông ăn, ông nhậu, ông mua thiếu của người ta thì ông trả đi. Tôi làm gì có tiền để tôi trả. Ông có tiền. Vậy chứ hồi nãy tôi thấy bà giấu cái gì trong phủ đậm. Hả? Tôi đâu có giấu gì đâu. Tôi đâu có gì đâu mà giấu. Cái gì đây? Cái này của tôi. Có mấy chục ngàn tôi phải dành mua sữa cho con mà trả cho tôi. Đang kêu bà mua sữa hả? Dạ. Đây là. Dạ. 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 Dạ.
Mà chết à? Cá thì yên ta. Đuôi heo tứ quý mày. Bài mày đỏ dữ ta tới hoài á. Tiền rồi. Ê, hết tiền rồi. Hết tiền. Quý ơi. Quý có rượu không? Ê, gì á? Chú chưa chú. À. Chơi rồi có tiền không chú? Chứ bay khi dễ bay. Tiền đâu? Nè. Tao không tiền hả sao tụi bay sợ à? Chơi bỏ tiền ra chơi chứ. Như đây được chưa? Nhìn tiền lẻ không vậy? Vô đây. Chú thần bài gì vậy chú? À, tao lại thắng nữa rồi. Này chú, mẹ cậu nhìn tôi đỏ thiệt. Đây chơi lớn đi chú. Đây nè. Lớn là lớn nhiêu? 200 đó chú. Thôi 500 đi. Rồi mày. Rồi 500 luôn. Chơi luôn. Từ từ để tao kiểm mày. Trời ơi. Có nhiêu chơi hết mà. Rồi xong. Còn tiền chưa không chú? Còn không có tụi con cho mượn. Thì cho tao mượn đi. Chứ tao hết rồi. Hồi nãy tao cũng hết rồi. Mượn. Giờ mượn chú nhiêu? Tao ăn tao trả. Mày có còn tiền cho ông mượn mày. Rồi mượn nhiêu? Mượn 5 triệu luôn. Đây. Chờ tiếp ha. À. Đây. Đồ heo hả? Hút đi. Ờ, mua nữa hả? Rồi, tiền đâu mày? Rồi. Tụi bây giờ ăn gian. Mất 5 triệu. Thôi, tao về. Tao hết tiền. Cái gì vậy? Cái gì vậy? À. Hả? Đây. Ông nợ tiền không trả. Đánh bạc không bỏ chạy hả? Mày. Nè. Mày muốn tao đó. Mày có chơi ăn gian nha. Ăn gian cái gì? Tụi bây. Trả tiền đây rồi được nha. Không đâu nha. Tao không á. Không có đi đâu đó. Hay làm gì mà đánh rồi vậy? Là tí rồi. Nè nè. Ông đánh bậy tụi tao. Nợ tụi tao 5 triệu. Về kêu bà Lệ cầm tiền ra chuột ổng. Không thôi chết ổng với tao rồi. Cái gì mà 5 triệu? Con Hiếu cái gì mà 5 triệu? Ông khôn hồn á. Ý mày nói. Không có gì. Tao gì? Mày biết. Chị lại. Chị lại. Chị biết tên gì chưa? Gấp lắm rồi. Chuyện gì đâu mày bình tĩnh mày nói chị nghe coi. Chuyện gì? Anh Tùng, chồng của chị gặp chị luôn kìa. Chuyện gì trời ơi, cái ông nội nó say xỉn tới này. Chắc té bờ rào hay bờ chuối rồi chứ gì. Không có phải. Trời ơi, chồng của chị gặp chuyện. Mà sao chị tỉnh quá vậy? Chuyện gì? Trời ổng hàng ngày. Mà chuyện gì đâu nói chị nghe coi. Ông đánh bậy tụi thanh niên trong xóm á. Rồi thiếu tiền tụi nó. Tụi nó giữ ông lại. Tụi nó nói bây giờ phải đem tiền tới. Rồi cộng thêm tiền lãi. Tụi nó mới chịu thả ông về. Trời đất ơi. Cái ông này thiệt cái khổ không ra luôn nha. Hồi sáng là chị bán không bao nhiêu tiền hết trơn á. Mà ông thiếu bao nhiêu vậy? Có 400 mấy à, mày cho chị mượn 70 nữa cho đủ 500 để trả cho anh ta. Trời ơi, chị nghĩ sao mà 500? 5 triệu luôn đó. 5 triệu? Trời đất ơi, 5 triệu đó đâu, tôi có tôi trả cho anh ta. À, mày dám tao nói tao năn nỉ tao đi lẹ đi. Ông đừng có dẫn mặt cho tôi nhau vậy nhé. Không vậy đi đây nè chị ơi. Tôi nói cho biết nha, dẫn mặt với tụi tôi á là không có xong ông đâu. Xe đi tay ra coi, lỡ bạn tới rồi nè. Ông có sao không? Ông có sao không vậy? Xin cậu thả chồng tôi ra đi cậu. Thả chồng bà hả? Đưa tiền đây. Tiền. Thì cứ thả chồng bà ra.
Có, tôi có. Nhiêu đây sao đủ? Dạ. Nợ 5 triệu đưa nhiêu đây? Chứ bây giờ cậu có giết tôi đi nữa, tôi còn đâu có tiền đâu cậu. Tôi còn sắp cái số nữa, cậu lấy luôn đi nha cậu. Mày đừng có điên. Nợ tiền lấy cái số làm gì? Mày lấy cái số đây chịu, rõ chúng sao mày? Cho mày á. Vậy là được về rồi hả? Ông bị điên hả? Về gì hả? Về không? Nợ 5 triệu, đưa mấy đồng đi. Sao đủ? Sắp đột đập. Xin chồng tôi về đi. Cậu ơi, cậu. Buông ra. Cậu ơi, cậu. Buông ra. Cậu ơi, cậu. Thế lòng như tao. Đập ông. Cậu. Tôi còn chiếc nhẫn nữa. Để tôi đưa cho mấy cậu nha. Chiếc nhẫn hả? Sao nãy giờ có chiếc nhẫn mà ông nói sớm? Trời ơi, làm tụi em lỡ mạnh tay với ông anh. Thôi, đưa đây. Đưa đây. Đây là chiếc nhẫn cưới của tôi hả cậu? Dạ, em biết. Đưa đây. Đưa đây. Sẵn qua. Nhiều này chắc cũng đủ rồi. Có mà nãy giờ không nói sớm. Mày cho ông đó ông già. Mày là cái vợ của ông đó. Đi tụi bay. Sao con ngồi đây vậy? Không mấy em vô nhà. Ba nhậu anh xỉn nữa rồi. Nên sợ vô bị đánh nó không dám vô. Tội nghiệp con tôi. Thôi đi vô mẹ nấu cơm ăn. Thôi còn gạo đâu nữa nấu. Hồi sáng á, bà gom hết gạo qua nhà bà Năm bán rồi. Trời đất ơi. Hay là con qua nhà chú Tư mượn đỡ ba lon gạo về đây mẹ nấu cơm cho con ăn. Nè đưa em đi cho mẹ. Mẹ ăn đi. Gia đình khó khăn, lại thêm người cha nát rượu, nhì phải nghỉ học từ sớm để phụ mẹ đi bán vé số. Thế nhưng trong lòng em lúc nào cũng khát khao quay trở lại trường học. Mẹ làm gì vậy? Đi dọn cơm ăn, mẹ đói bụng quá rồi. Dạ dạ. Chờ con xíu. Ừ. Ngon quá ta. Cơm đi con. Nè. Ngon lắm luôn á. Đây, thưởng cho con. Cái nhà này á, riết rồi tụi bay không ai coi tao ra gì hết. Tại sao mẹ con bay ăn cơm không kêu tao? Hả? Tại vì tôi thấy ông ngủ khò khò, ngủ ngáy như cái gì á, kêu dậy rồi ai ngủ cho ông? Lát dậy ăn sao chứ có gì đâu. Cơm đó. Cơm như vậy làm sao tao ăn được? Hả? Ông làm gì vậy? Rồi có đây mà. Ông làm gì vậy? Ông xỉn ông đi ngủ đi. Bà không cho tôi ôm. Bà cho thằng nào ôm?
Tôi muốn có một đứa con trai mà tại sao bà cứ để con gái hoài? Ông sai gì nữa? Tôi nói bà có nghe không? Bà đi ra đi, bà đừng có đánh mẹ nữa. Muốn đánh con, mày dám chửi tao hả? Mày, 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 sao đánh con tôi hả? Hai mẹ con mày đi ra khỏi nhà tao. Mau lên, mau lên, đi, đi, con này đó, đi đi, đi, giờ, mau. Sao bà cứ đánh mẹ hoài vậy? Mà con có phải con ruột của ba không? Sao con thấy ba không có thương con giống như chú ba thương Bin vậy mẹ? Con à, con là con ruột của ba với mẹ mà. Mẹ sống khổ vậy á, thôi mẹ bỏ ba đi đi. Mẹ thương hai đứa con, cho nên mẹ ráng chịu đựng để cho hai đứa con có một gia đình đàng hoàng mà con. Thì cũng có ba đó, nhưng có đàng hoàng được đâu. Ông trình bày cho hội đồng xét xử biết ông có mối quan hệ như thế nào với bị cáo Lệ. Dạ thưa, tôi là hàng xóm, nhà của tôi ở bên cạnh nhà vợ chồng bị cáo Lệ. Bị cáo Lệ nói mình thường xuyên bị chồng đánh đập trước ngày xảy ra vụ án. Bị hại còn nhốt bị cáo cùng con ở chuồng gà, vậy ông có biết chuyện này không? Dạ thưa, lời của bị cáo Lệ nói là hoàn toàn đúng. Nạn nhân Tùng thường nhậu nhẹt, sau khi say sưa về nhà thường đánh đập vợ con. Hôm trước khi xảy ra vụ án, tôi là người mở cửa cho mẹ con bị cáo Lệ ra khỏi chuồng gà. Cứu với con hay không? Mẹ con Lệ trọng phải không mày? Dạ, anh Tư cứu giúp mẹ con, em nhớ anh Tư. Nó nhốt mẹ con mày trong này hả? Dạ. Nhốt hồi tối giờ lận kìa. Thiệt, cái thằng ác nhân. Để tao kiếm cách tao mở cứu cho. Dạ, dạ. Mở cửa con đi chú Tư. Đưa đưa hả? Trời ơi, cảm ơn anh Tư nhiều lắm anh Tư. Tối hôm qua tao nghe rằng răng là tao nghi rồi. Mà ăn ở về hoài sao chịu được bấy. Thôi mẹ con đi vô nghỉ ngơi đi. Dạ. Bị cáo bị chồng hành hạ trong suốt thời gian dài, vậy tại sao bị cáo không trình báo chính quyền? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo không có dám báo với chính quyền là vì lần nào chồng đánh, chồng hăm dọa là nếu mà mét với chính quyền á thì sẽ bị đánh nhiều hơn, cho nên bị cáo không có dám. Đáng ra khi bị chồng bạo hành, bị cáo nên nhờ sự can thiệp của chính quyền địa phương để được hỗ trợ kịp thời. Lệ ơi, Lệ đâu rồi? Lệ. Mới sáng sớm mà tôi nghe ông la ôm sòm hết vậy? Tôi 50 ngàn á. Tiền vốn của tôi hả? Ông đem đi đánh bài hết rồi, lấy đâu đưa ông nữa? Tôi nói cho bà biết, của chồng công vợ, tiền bà làm ra bà không đưa tôi xài bà đưa thằng nào hả? Bà nói tôi nghe. Trời ơi, ông có còn đáng là đàn ông không vậy hả? Ai không phải là thằng đàn ông? Sao bà dám? Hãy
Mời luật sư bào chữa cho bị cáo. Kính thưa hội đồng xét xử, việc thân chủ của tôi tước đi mạng sống của chồng mình là sai. Thế nhưng, qua tổng bộ hồ sơ vụ án, cũng như theo dõi diễn biến tại phiên tòa ngày hôm nay, thì tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng cuộc sống hôn nhân của bị cáo và bị hại là quá bất hạnh. Bị cáo đã phải liên tục hứng chịu những trận đòn từ trên trời rơi xuống của bị hại. Việc bị cáo vớ lấy cây khúc gỗ rồi gây ra cái chết cho bị hại là điều hoàn toàn không mong muốn. Rõ ràng là tại thời điểm vụ án đó xảy ra, tinh thần của bị cáo đang bị kích động rất mạnh. Và cũng do là bị cáo đã phải chịu những cái hành vi đánh đập vô cớ từ phía bị hại. Đó là sự phản kháng của một người đã bị dồn nén lâu ngày, nỗi đau cả về thể xác và tinh thần. Bị cáo đã không thể kiểm soát được hành vi của mình trong cơn giận dữ, cho nên mới xảy ra điều đáng tiếc như vậy. Hành động phản kháng của bị cáo một phần là vì bị kích động mạnh, nhưng một phần cũng là vì bản năng làm mẹ muốn bảo vệ các con của mình trước người cha vũ phu đang gây nguy hiểm cho các con. Chính vì thế, tôi kính mong hội đồng xét xử hãy xem xét một cách thấu tình, đạt lý để xử phạt bị cáo với mức hình phạt thấp nhất có thể theo đề nghị của vị đại diện bên viện kiểm sát. Cảm ơn. Mời luật sư ngồi xuống. Mời người nhà của nạn nhân cháu Lâm Ngọc Nhi đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Cháu có ý kiến gì không? Thưa hội đồng xét xử, chuyện xảy ra ngày hôm nay á là lỗi của ba con. Mẹ con bị ba con hành hạ lâu lắm rồi. Mẹ con bị ức chế nên không có kiểm soát được hành động của mình. Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Quỳnh Diễm Lệ xuất phát từ sự quẫn bách vì sống trong cảnh bạo hành gia đình suốt một thời gian khá dài. Hành vi của bị cáo đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với bị hại là anh Lâm Văn Tùng. Thế nhưng, có cơ sở cho thấy tại thời điểm gây án, bị cáo đã bị kích động mạnh về tinh thần. Do đó, hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, điều 95, Bộ luật hình sự năm 1999, tuyên phạt bị cáo Quỳnh Diễm Lệ 3 năm tù giam về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Nhi, mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con ở nhà chăm sóc em nha con. Ráng chờ mẹ về cho con. Những người phụ nữ bị bạo hành bởi chính người chồng của mình vốn đã chịu nhiều bất hạnh. Giờ đây, họ rơi vào dòng lao lý vì những uất hận chất chứa trong lòng, càng khiến cho cuộc đời họ thêm bi kịch. Giá như Lệ sớm tìm đến sự hỗ trợ của những người xung quanh và chính quyền địa phương ngay khi bị chồng bạo hành, thì có lẽ cơn uất hận đã không bị dồn nén quá lâu và bi kịch gia đình đã qua xảy ra.